Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kem. Hi guys, welcome back to Mọt Kem channel. Top 10 chuyện tình đẹp nhất thế giới game. Số 10, Wonder và Mono của Shadow of the Colossus 2005. Chống rỗng, giản dị và đầy mù quáng, có lẽ là những lời miêu tả chuẩn xác về cặp đôi đầu tiên trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay. Mở bàn bằng một phân cảnh khi Wonder cưỡi ngựa chậm rãi mang xác Mono vào Forbidden Lands. Khu vực này đã bị phong ấn và giấu kín từ lâu, bởi truyền thuyết cho rằng khi bạn quật ngã 16 quả khổng lồ nơi đây, thì điều kiện hồi sinh người chết sẽ thành hiện thực. Không có lấy dù chỉ một chút nghi ngờ, hoặc có thể là không còn hy vọng nào nữa nên đành phải làm theo. Wonder ngay lập tức cưỡi chiến mã phi ngang dọc khắp Forbidden Lands rộng lớn và quật ngã từng gã khổng lồ mà anh gặp. Dù rằng rõ ràng đây là một trận chiến mang tính đội đá vá trời, khi một mình anh đánh nhau với cái thế lực mạnh mẽ to lớn, nhưng rồi một gã khổng lồ ngã xuống, cho đến 5 gã cuối cùng và tất cả là 16 gã khổng lồ rồi đã sụp đổ dưới bàn tay của chiến binh nhỏ bé hơn chúng gấp ngàn lần. Trong suốt quá trình câu chuyện diễn ra, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Mono khiến cô phải thiệt mạng. Không ai biết quá khứ Mono và Wonder đã từng trải qua những điều gì mà đến nay Wonder lại có thể trở thành một người vì bạn gái mà chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Anh đã chiến đấu những thứ vượt qua khỏi cái tầm hiểu biết của con người, băng qua từng dòng sông, leo lên từng đỉnh núi, cưỡi ngựa vượt qua ngàn dặm chỉ để hạ 16 tượng đài khổng lồ kia. Cốt truyện của game để là một nét vô cùng mơ hồ, nhưng nó đầy mở mang tò mò, dành cho người chơi tự suy ngẫm. Mọi trận chiến điên rồ và mạo hiểm đến mức độ, dù chỉ một cú ngã khi đang leo trên vền, trên cơ thể của những gã khổng lồ, dù chỉ là một cú đập từ chúng, có thể khiến cho Wonder bỏ mạng ngay lập tức. Điều này khiến cho chúng ta đôi khi nghĩ về tình yêu mù quáng và Wonder có thể làm tất cả. Để hồi sinh người yêu, Wonder sẵn sàng bán luôn linh hồn mình cho quỷ, và anh ta thực sự bán được. Cái kết của Shadow of the Colossus để lại nhiều dư vị, như nửa buồn, nửa vui trong lòng Mọt, khiến cho dù đã trải qua nhiều năm trời, nhưng Mọt vẫn tự hỏi ở Forbidden Land xa xăm đó, hai mẹ con Mono và Wonder sống có tốt hay không? Họ có nhận ra được nhau khi thằng bé lớn hơn không? Trò chơi đã làm rất tốt một việc khi đã để lại quá nhiều câu hỏi vương vấn trong tâm trí của Mọt, khiến cho Mọt bị nhầm lẫn như việc trò chơi Ico đầu tiên có phải là hậu bản của Shadow of the Colossus sau này hay không? Chuyện tình của Wonder và Mono có thể xem là lại chuyện tình kiếp trước và kiếp sau. Thứ 9, Venom Snake và Quiet của Metal Gear Solid 5 2015. Mối nhân duyên giữa Venom Snake và Quiet không được mấy tốt đẹp cho lắm khi lần đầu Venom đang dưỡng thương ở bệnh viện, thì Quiet đã nhận được lệnh ám sát Venom tại đây. Thất bại trong nhiệm vụ lần đầu, Quiet liên tục được gửi để ám sát Venom trên những mặt trận về sau, cho đến khi Quiet chính thức bị Venom hạ gục và đem về căn cứ ở Outer Heaven. Ở đây, hầu hết mọi người đều ủng hộ việc xử tử cô này, nhưng chỉ có Venom là quyết định giữ lại cô để làm bạn đồng hành cho những trận chiến sau này. Ông ta tin tưởng cô, cho dù họ chưa từng trao nhau một lời cả tin nào, chỉ có hành động đùm bọc nhau đã nói lên tất cả. Còn điều gì tồi tệ hơn giữa việc hai con người gắn bó có tình cảm với nhau, sẵn sàng đến với nhau nhưng lại không có cách để bộc lộ cho nhau biết? Chả là trong cái trò chơi lần này đã tạo ra một con virus kỳ cục có thể lây lan qua tiếng nói, chỉ cần Wyatt mở miệng thì những người xung quanh cô sẽ bị lây truyền luôn. Còn về bản thân Venom thì lại thuộc tiếp người chả bao giờ nói được câu nào, như những nhân vật bắn súng góc nhìn FPS nên vô tình tạo nên một mối tình cầm đáng nhớ nhất. Cái trường đoạn Venom lao người vào giữa màn bãi cát mờ mịt để tìm hình bóng Quiet trong vô vọng luôn là phân cảnh xúc động nhất đối với Mọt. Dù Quiet lúc này đã đi xa rồi, cô chỉ kịp để lại một chiếc radio thu âm sẵn cho Venom mà cô chuẩn bị gục chết vì căn bệnh của mình, nhưng ít ra cô cũng đã trao lại một đoạn video chứa giọng của mình và những tâm thư cuối cùng dành cho Venom. Để rồi những năm tháng cuối đời về sau, cho dù không còn Quiet, nhưng ông vẫn mãi mãi nhớ về những chất giọng dịu hiền chiều mến của cô, nhưng đầy đau khổ khi phải ra đi trong ngày đó. Bản thân Mọt ghét Metal Gear Solid 5 vì nó lột tựa game chưa hoàn chỉnh, nhưng Mọt vẫn phải công nhận rằng sau khi chứng kiến chuyện tình không lời giữa Venom Snake và Quiet, đã xoa dịu đi cơn hờn dứt của Mọt game phần nào. Tám, Tidus và Yuna của Final Fantasy X 2001. Trò chơi đã thể hiện được đặc tính vô cùng huyễn mộng,
Đúng như cái bản chất của game này là Final Fantasy, khi nó cho phép người chơi điều khiển một giấc mơ, chính là Tidus. Trong một trận thể thao Blitzball, anh chàng Tidus này đang tham dự thì vô tình xảy ra chấn động và lạc qua thế giới cách đó 1.000 năm. Lúc mới vô thì anh này còn cảm thấy bỡ ngỡ và bị lạc lõng, khi vẫn là thế giới đó nhưng là những con người khác. Tidus không còn gặp lại những người thân quen của mình, nhưng anh vẫn lạc quan tin rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ đưa anh tới một thời đại khác, thì tại sao anh không tận hưởng chuyến du lịch này? Tại đây, Tidus gặp được nửa kia của cuộc đời mình, chính là Yuna. Sự cách biệt về vị thế của một anh chàng khờ khạo lang thang giữa thời đại và một triệu hồi sư Summoner ưu tú như Yuna đã không làm cho tình cảm của họ bị ngăn cách. Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của đời chơi game của mọt chính là phút giây mềm yếu của Yuna khi cô này bật khóc nức nở sau lần hoảng sợ bị kẻ phản diện Semoi bắt cóc. Cô khóc vì sợ nếu chẳng may xảy ra chuyện này một lần nữa. Cô đổi những giọt lệ u sầu trong tuyệt vọng khi nghĩ mình quá yếu đuối để có thể cứu lấy cái thế giới đang tàn lụi này, bởi The Sin đang tàn phá nó. Mọt đã phải lát lại chiếc cell file cũ để coi lại những phút giây đáng nhớ là trước khi quyết định chơi tiếp trò chơi. Tidus vẫn giữ thái độ lạc quan của mình khi ở cùng Yuna. Anh không nói gì cả, vô tình đặt một nụ hôn lên môi của Yuna và cả hai cùng chìm sâu xuống tận đáy hồ đầy quyền diệu. Đi cùng nó là bản nhạc Tsutsuki Dani đang được phát lại, càng làm cho người chơi tan chảy cõi lòng phút giây lãng mạn này. Nụ hôn đó như tiếp thêm động lực và tinh thần cho Yuna để cô yên lòng bước tiếp cho hành trình cứu thế của mình. Mặc cho cái kết đầy bức xúc của Final Fantasy X, khi Tidus nhận ra anh chỉ là một giấc mơ và tan biến vào cõi hư vô, Square Enix đã nhanh chóng chữa cháy bằng cách phát triển phần tiếp theo, chính là phụ bản Final Fantasy X2, nơi mà Tidus thức tỉnh bởi còn nhớ tiếng sáo của Yuna thổi gọi mình về năm nào. Bảy, Ike và Margaret của Shadow of the Memories 2001. Về cơ bản thì trò chơi này có một chuyện tình khá giống như Final Fantasy X, vẫn là chủ đề đôi lứa đánh nhau xuyên qua thời đại. Mở đầu trò chơi, bạn sẽ điều khiển anh chàng Ike. Một ngày như thường lệ, anh chàng bước ra khỏi quán ăn và bắt đầu trên con đường trở về nhà. Thoáng nghe qua có tiếng gió lướt mạnh, anh gẫn lại xem nhưng có vẻ như không có ai. Anh tự tin hất tóc một cái rồi bước tiếp, nhưng bỗng có một bóng đen xông thẳng vào, đâm anh một nhát chí mạng. Anh muốn kêu lên nhưng không thể bởi vì nhát đâm quá hiểm, rồi gục xuống bên con phố không người qua lại. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp thị trấn, chỉ đúng cái con số 14:30, tức giờ khắc quyết định anh phải chết. Nhưng đây không phải là over game mà chỉ mới là star game mà thôi. Khi ai tỉnh dậy gặp nhân vật bí ẩn tự xưng đã cứu đời anh và cho anh một thiết bị để du hành thời gian. Thật đầu anh còn hơi nghi ngờ, nhưng ai không còn lựa chọn nào khác vì chính anh vẫn còn yêu cuộc sống này. Ai đã chấp nhận sử dụng thiết bị du hành đó và hành trình sáng não của anh ta bắt đầu từ đây. Thả mình vào không gian giao thoa giữa quá khứ, hiện tại, nơi mà anh ta gặp được tình yêu của đời mình là cô nàng Margaret sống ở thời Trung Cổ. Dù phải sống trong lo sợ và buộc phải du hành giữa các mốc thời gian liên tục để tìm kẻ phản diện, nhưng bên trong trái tim của Ike vẫn luôn có một ngăn nhỏ dành cho Margaret. Cho dù rất bận rộn nhưng mỗi khi trở về thời Trung Cổ, ai vẫn luôn tìm đến nhà của Margaret để gặp cô đầu tiên. Cụ thể là Margaret có sở thích nghe những câu chuyện về thế giới tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Mặc dù mọi người ở thời Trung Cổ đều lơ Ike về chuyện anh ta tiết lộ mình đến từ tương lai vì nghĩ anh ta là đồ bịa chuyện, nhưng chỉ có Margaret là luôn tin tưởng vào những câu chuyện mà Ike kể. Vượt qua những khác biệt về thời đại, sở thích thì chuyện tình yêu với họ đã chớm nở và đang trên đà lao vào những chuỗi ngày tháng đắm say cùng nhau. Khi một bi kịch đã xảy ra với gia đình Margaret ở thời Trung Cổ, không đành để cô lại cái thời điểm đó một mình, ai đã quyết định đưa cô đến thời hiện đại của mình và cả hai cùng chung sống với nhau từ đó. 6. Yumi và Kiryu của Yakuza 1 2005. Nizuki, Yumi và Kiryu vốn là ba người bạn từ thuở ấu thơ, cùng sinh sống tại một mái nhà là trại trẻ mồ côi. Khi lớn lên thì Kiryu và Nizuki đều đem lòng yêu thương Yumi, nhưng vốn là huynh đệ nên cả hai người đều không chịu tiến tới Yumi. Cả hai đều luôn có những dấu hiệu nhường nhịn đối phương khiến cho câu chuyện chả đi tới đâu. Cho đến khi ngày định mệnh nó xảy ra thì Yumi bị một kẻ hãm hại và trong phút giây không kềm chế được, Nizuki đã bắn hạ kẻ đó. Thời điểm đó thì Kiryu cũng vừa tới nơi và chứng kiến hiện trường. Sau hồi suy nghĩ đắn đo thì Kiryu đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là anh ta sẽ nhận tội thay cho Nizuki. Kết quả là Kiryu phải ngồi tù 10 năm ròng rã.
Tưởng chừng như một người nhận tội sẽ làm hai người ngoài kia hạnh phúc nhưng không hề. Ngay khi Kirill vừa được ra tù, anh đã nhận được tin dữ khi Yumi sau cú sốc vì vụ giết kẻ hãm hại cô đã mất trí nhớ và hiện giờ đang mất tích. Còn người anh em Nishiki của mình thì hoàn toàn biến tướng, không hề chăm lo cho Yumi như nó từng nghĩ. Hành trình đầu tiên sau khi ra tù của Kiryu vô cùng đắng cay khi anh phải đối mặt với người huynh đệ đã từng phản bội mình và tìm kiếm là Yumi. Tình yêu đơn phương giữa Yumi và Kiryu quả thực là một trong những mối tình bi kịch nhất thế giới game. Dù cho đã bị mất trí nhớ nhưng cô vẫn xăm lên mình một hình vẽ tượng trưng cho niềm hy vọng để luôn nhắc nhở cô là ai, người đàn ông tên Kiryu là ai và mong có ngày được gặp lại anh ta. Trước khi Yumi ra đi thì món quà duy nhất có thể an ủi Kiryu đó chính là Yumi đã gửi cô con gái bé nhỏ Haruka của mình lại cho Kiryu nuôi nấng. Năm, Eve và Big Boss của Metal Gear Solid 3 2006. Tương tự với các màn kịch câm của Venom Snake và Quiet, nhưng cuối cùng thì Eve và Big Boss của chúng ta là biết trò chuyện tán tỉnh cùng nhau rồi. Gặp nhau tại chiến trường, Eve giả giờ là bạn đồng hành cùng cái địch của Big Boss, âm thầm hỗ trợ từ phía bên kia. Họ đã có những chiến công hạng nặng trên chiến trường, cùng với nhiều phút lãng mạn trao nhau bằng những lời lẽ, bằng những lời nói dối ngọt ngào nhất mà Eve dành cho Big Boss, để rồi khi cái nhiệm vụ kết thúc ai lại trở về nhà nấy. Cay nghiệt hơn khi Eve tiết lộ, đó cũng chỉ là cái tên giả, cũng chẳng có bạn đồng hành nào cả. Cô vốn thuộc về một tổ chức bí mật, nơi mà không thể nào đi cùng Big Boss chung trên một con đường. Trước khi trở về quê nhà, Eve để lại cuộn băng ghi âm tiết lộ cho Big Boss và lên đường kèm theo chiếc đĩa chứa thông tin bí mật. Cái nhiệm vụ kết thúc trong chiến công lừng lẫy của Big Boss khi chính thức hạ bệ được người thầy The Boss của mình và đem về chiến thắng cho nước Mỹ. Được cả chính phủ tuyên dương và trao huy hiệu thăng cấp, nhưng Big Boss không thể tìm thấy nỗi niềm vui hay tự hào. Ông tới trước mộ The Boss và bật khóc. Tuy nhiên ông khóc không phải do mình đã sát hại chính thầy của mình, mà những giọt nước mắt ông khóc còn rơi khi mình đã đánh mất Eve mãi mãi rồi. Dù sao thì chuyện tình của Eve và Big Boss vẫn có những chút diễn biến ở những bản Metal Gear về sau, như Big Boss là một chiến ba hà nội để giải cứu Eve, hay Eve luôn bảo vệ cái xác của Big Boss trong những lần truy lùng của chính phủ. Nhưng tất cả là đầy thảm kịch và không mấy có hậu, nên khi người chơi nhắc về cặp Eve và Big Boss thì chỉ có phiên bản Metal Gear Solid 3 là chứa đầy ắp kỷ niệm đẹp nhất. Bốn, Ezio và Christina của Assassin's Creed 2 2009. Trái ngược với những cặp đôi khác khi băng qua cả ngàn bi kịch mới chạm được tới hạnh phúc trọn vẹn, thì ngược lại với cặp đôi Ezio và Christina, họ đã sớm trải qua những niềm vui và hạnh phúc ở ban đầu trò chơi, để rồi chuỗi ngày về sau họ phải sống trong nỗi sầu nhớ buồn thương và cuối cùng là bi kịch ẩm đứt bất ngờ. Chuyện giữa Ezio và Christina không chỉ gây tiếc nuối bởi những người chứng kiến, mà bản thân Ezio cũng tỏ ra tiếc nuối sâu đậm dành cho Christina theo năm tháng. Cụ thể là trong 3 phiên bản về cuộc đời Ezio, chúng ta dễ dàng bắt gặp cái cách mà Ezio vẫn dành tình cảm cho Christina, khiến chúng ta phải đắn đo suy tư, đôi khi vì lết chung của đất nước dân tộc, hội sát thủ mà chúng ta buộc phải hy sinh thứ mình thương yêu nhất trên cái cõi đời này, thì liệu có đáng hay không? Cái nghệ thuật mà Ubisoft xây dựng về mối tình giữa Ezio và Christina, đó chính là cách sắp xếp cái giai đoạn trưởng thành và thay đổi trong cuộc đời của Ezio qua từng phiên bản. Xuyên suốt của hành trình ở bản Assassin's Creed 2, lần đầu tiên Mọc đã nhanh chóng quên mất Christina là ai, bởi vì cô chỉ xuất hiện một đoạn nhỏ đầu trò chơi. Mà cũng vì cuốn mình theo việc dân việc nước, nên Mọc không ngại thú nhận, lúc đầu chơi cái phiên bản này, Mọc cũng không nhớ nổi Christina là đứa nào hết. Cho đến phiên bản Assassin's Creed Brotherhood tiếp theo, Mọc lại có cơ hội nhớ lại về cô gái Christina năm nào, bằng những mảnh ghép ký ức mà Ezio vẫn còn lưu luyến giữa thời trai trẻ của mình và cô qua lạc nhiệm vụ phụ mà chúng ta làm ở trò chơi. Dù mang bản tính chăn hòa, nhưng Ezio vẫn giữ cái hình bóng cô gái Christina đó cho tới tận giờ phút cuối cùng trong tuổi già nua của bộ phim Assassin's Creed Ember sau này. Hãy cùng Mọc tôi thưởng thức chuyện tình của Ezio và Christina cùng bản nhạc Love Story của Taylor Swift. Mọc tôi xin trích lại những dòng cuối cùng mà Ezio dành cho Christina ở tuổi già. Mọc tiếp tục chọn ghé thăm chốn xưa cũ của Christina, nhìn vào bờ tường vẫn còn dương dấn dấu chân bắt của Mọc vào lúc 2 giờ đêm. Mọc chui lọt vào cửa sổ của phòng và vụng trộm cùng nàng. Cuối cùng là trao vào những nụ hôn đắm say. Giờ thì cánh cửa sổ đó không bao giờ được mở ra lần nào nữa. Và ngôi nhà đã bị bỏ hoang hàng năm trời, chôn giấu đi biết bao nhiêu là kỷ niệm.
3, Jack và Atreus trong Final Fantasy VII Crisis Core năm 2007. Những người đã chơi qua Final Fantasy VII sẽ biết Jack và Atreus từng có tình cảm với nhau, nhưng vì thời lượng hạn chế của trò chơi nên chúng ta chưa bao giờ biết tình cảm đó thực hư ra sao. Ơn trời, đây chính là cơ hội cho Square Enix khi họ quyết định phát triển phụ bản Final Fantasy VII Crisis Core để dành thời gian vun đắp và xây dựng tình tiết bổ sung cho cặp Jack và Atreus. Quả thật một đã nghe rất nhiều về cái câu hạ cánh nơi anh, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến rõ ràng cho tới khi thấy anh chàng Jack gặp nạn từ trên cao rồi rơi xuống bãi hoa của nàng Atreus. Khi tỉnh dậy thì anh còn choáng váng, đầu óc tưởng như cú ngã đưa mình về thiên đường và trước mắt là một thiên sứ nào đấy. Atreus nhanh chóng xua tan cơn mê muội của anh, không có thiên sứ nào ở đây hết, tôi là Atreus. Khoảng thời gian Jack và Atreus cạnh nhau tuy ngắn, nhưng vì sau đó Jack phải nhận một nhiệm vụ đi xa và gặp biến cố khiến anh mất tích hết 4 năm ròng, khiến cho Atreus cưa đó một mình mãi mãi ngóng trong bước chân ngày đó quay trở về. Chuyện tình Crisis Core khắc họa chưa nhiều, nhưng cũng vừa đủ thấm và đầy nước mắt thông qua tới 89 lá thư Atreus gửi cho Jack về những nỗi lòng tràn đầy nhung nhớ khi anh đang ở chiến trường. Giây phút nghẹn ngào nhất có lẽ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Jack đang trên tuyến xe chạy về quê hương Mirrat để gặp lại Atreus, nhưng không thành bởi vì bị phục kích. Vào phút sinh tử cuối đời mình, nhưng Jack vẫn không ngừng suy nghĩ về Atreus và niềm tiếc nuối về những lá thư thất lạc mà cô đã gửi. Đồng thời ở Mirrat, cách vị trí của Jack không xa, Atreus cũng cảm nhận được sự hy sinh của người yêu bằng năng lực siêu nhiên của cô. Người ta thường hay nói Atreus lăng nhăng như Cloud sau này, nhưng một nghĩ hiếm của cô gái nào chịu chờ ai đó tới tận 4 năm trời trước khi bỏ cuộc, như cô ta quyết định theo ai là quyền của cô ấy. Hai, Cloud và Tifa của Final Fantasy VII năm 1997. Vốn là bạn thân mai trúc mã của nhau, cậu bé Cloud ngày ấy vô tình bị say nắng với cô bạn Tifa. Lấy hết cái can đảm, Cloud hẹn Tifa trốn nhà ở giữa làng gặp cậu. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, Cloud đã tiết lộ lời hứa sẽ bảo vệ Tifa bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm. Và khi lớn lên, Cloud vẫn giữ trong lòng cái ý chí cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Tifa, nhưng không làm được. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và chỉ muốn trốn tránh Tifa mà thôi. Trong những trận chiến về sau, khi Cloud đánh mất chính mình và ngồi xe lăn trong tình trạng sống thực vật không nghe không ký ức, thì chính Tifa đã băng qua cả ngàn dặm khắp hành tinh để tìm được vị trí của Cloud. Khi ngôi làng bị quái vật Weapon phá hủy và sụp đổ, các đồng đội đã trốn chạy lên hết lên tàu bay và lánh nạn, thì Tifa vẫn một mực ở đó đẩy xe lăn của Cloud chạy trong cơn đổ nát để cố gắng cứu người vô vọng như Cloud. Ngôi làng bị sụp đổ, Cloud và Tifa rơi xuống dòng livestream. Tại đây chính Tifa tháo gỡ những vướng mắc, từng tâm tư rối rắm và thầm kín trong lòng của Cloud. Cho dù đang trong tình trạng vô thức giữa dòng đời hỗn loạn, nhưng trong sâu thẳm trong tâm hồn của Cloud vẫn chứa đựng một ký ức xưa bị chôn vùi, một ký ức mà anh vẫn luôn giữ trong lòng, cho dù không thể nhớ rõ. Đó chính là lời hứa hồi trẻ thơ khi anh ta nói sẽ bảo vệ Cloud bằng bất cứ giá nào khi mà cô gặp nguy hiểm. Chính cái lời hứa đó đã đánh thức cho Cloud thức tỉnh trở lại. Một Cloud sống cuộc đời của chính anh, một Cloud mà Tifa từng biết, một Cloud bản lĩnh sẵn sàng quay lại trận chiến đang dang dở cùng kẻ địch Sephiroth, đó chính là Cloud. Cuối cùng thì tính kỹ của Cloud không thể đánh bại sự chung thủy của Tifa, vượt qua bao nhiêu sóng gió, gặp gần, bao nhiêu lần lỡ hẹn trốn tránh, đến cuối cùng cả hai đều nhận ra mình chính là một nửa của nhau. Tuy nhiên, nếu có thể thì Square Enix sẽ đem tới cho người chơi một cái kết có hậu hơn nữa giữa Cloud và Tifa tại phiên bản remake sắp tới, thay vì cứ để cho hai anh chị này cạn đất diễn như thế. 1. Fia và Ellie của Xenogears năm 1998. Fia là một nhân vật không ký ức về quá khứ, xuất phát ban đầu như tờ giấy trắng đợi người chơi tô vẽ sắc màu lên theo thời gian. Rồi khi câu chuyện lần dần hé lộ trên con đường tìm kiếm chính mình của Fia, thì chúng ta lần lượt nhập vai vào Abel, Kim, rồi cuối cùng là Larkin. Đây chính là cái kiếp trước của Fia, đều có chung ngoại hình nhưng cái tên thay đổi theo từng kiếp. Cả Abel, Kim và Larkin đều góp phần như mỗi mảnh vụn, đẹp có, xấu có để tô vẽ lên tờ giấy trắng kia là Fia. Điểm chung của Abel, Kim và Larkin là bi kịch đều xảy ra đối với họ, vì một lý do gì đó mà họ không kịp cứu lấy người con gái của mình yêu. Không ai trong số họ có thể hình dung được chuỗi nhân quả bao giờ mới thôi lặp đi lặp lại và bao giờ mới là điểm dừng. Đỉnh cao thiêng liêng của tình yêu chính là hy sinh bản thân mình khi Ellie sinh ra với định mệnh là chết để bảo vệ cho người con trai cô yêu. Còn đối với Fia, sau khi nhìn thấu hiểu trọn cả ba kiếp người của toàn bộ Abel, Kim, Larkin,
thì anh nhận ra mình cần phải làm gì để chấm dứt vòng xoáy vô tận đã luân chia các tình yêu giữa họ. Và khi anh đánh bại mọi thế lực lớn trên toàn vũ trụ, thì mới là lúc anh có cơ hội chứng minh cho Ellie thấy vì tình yêu anh có thể thay đổi được số phận nghiệt ngã này. Không chỉ đối với mỗi Ellie, mà Fia còn chứng minh cho cả những Ellie trong tiền kiếp trước đây. Những Abe, Kim và Lakin trước đây thấy một điều, đó là dù cho thời gian có trôi qua, dù cho hàng thế kỷ có trôi qua, dù cho có phải đổ vỡ, có phải chia lì, thì ở một mảnh đời nào đó, tại một viên số nào đó vẫn có người chờ đợi tình yêu bất diệt nở rộ lên lần nữa. Mang tên, trong giấc mơ đó, tôi đã yêu một người phụ nữ, người đàn ông bao gồm cả cái tên. Với mốc thời gian tổng lên đến 15 thế kỷ, khi Fia và Ellie gặp nhau từ thuở thơ ấu của thời cổ đại, cả hai dắt tay nhau giữa thế giới trống rỗng khi nó vừa khai sinh, và tiếp diễn sau này, họ vẫn có duyên phận gặp nhau trong từng kiếp một. Sự đầu thai chuyển kiếp khiến đôi khi Ellie là một người chỉ huy quân đội, một y tá, một tu nữ, hay Fia đôi khi là một nhà khoa học cao cấp, một họa sĩ nghèo, nhưng dù vị thế nào cũng không ngăn được khoảng cách và họ sẽ tìm đến nhau một lần nữa. Dù mang khác biệt lớn trong mỗi kiếp nhưng họ vẫn thấy sự đồng cảm đồng điệu dành cho nhau. Mình trải qua hết bao nhiêu kiếp nạn, đi qua những ngày mưa gió cho tới những ngày nắng đẹp, họ vẫn giữ được cái tình yêu bền bỉ và bất diệt đó, khiến đôi khi người chơi cảm nhận được cái chết của Ellie không phải là sự kết thúc, mà chính là sự bất tử. Xenogear là nơi tình yêu vĩnh cửu được thể hiện rõ nét nhất, bắt nguồn từ thuở khai thiên lập địa và kéo dài cho tới ngày tận cùng của vũ trụ, họ vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm kiếp ban đầu đó dành cho nhau. Đó là lý do không nói quá khi mà quyết định cho Xenogear đứng đầu bảng xếp hạng này. Chuyện tình giữa Fia và Ellie luôn là một bản tình cao bất hủ trong lòng họ và không gì có thể thay thế được điều này. Những giai điệu du dương và sâu lắng của bản nhạc Small Two Pieces phát ra vào cuối trò chơi với con mắt gạt dây dẫn trong tâm trí của Mọt, cùng với những nốt nhạc và lời ca mừng ngày Fia và Ellie đang cưỡi robot bay từ thiên hà về lại hành tinh và đoàn tụ cùng với mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Kim và tham gia group gia đình nhà Mọt Kim của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.